Thưa sư, cái này không phải là con trình pháp online, mà con muốn hỏi là nếu con ngồi trong đêm tối mà dùng bóng đèn màu đỏ đủ độ to tròn làm casino màu đỏ thì có được hay không? Con cảm ơn sư, xin thưa là không nên ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.